Rồi, em chào chị nhé. Rồi, dạ. Rồi, trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho tất cả khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều ha. À, trước là chị chúc cho Thành Nguyên, gia đình Thành Nguyên nhiều sức khỏe với lại làm ăn như ý ha. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, với chào cộng đồng mạng, một ngày mới nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chị. Ngày hôm nay mình đến từ đâu hả chị ha? Chị đến từ Tây Ninh. Từ Tây Ninh. Dạ, từ Tây Ninh là mình xuất phát đi về đây là lúc mấy giờ hả chị? Chị ngày qua xuống ngày qua, rồi mà điện cho em ngày qua đó là nó chiều chị đi. Dạ. À, chị đi với chị bạn nữa, rồi xong rồi tối chị ngủ ở ngoài khách sạn á. À vậy ha. Rồi cái xong rồi chị mới vô đây. Dạ dạ. Vâng, với cái chặng đường xa như vậy, với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn trong công cuộc đi tìm ý trung nhân hả chị ha? Dạ. À, rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào, họ tên tuổi cũng như là công việc ạ. Chị Nguyễn Thị Thơi, sinh năm 1971. Dạ, Nguyễn Thị Thơi. Đúng rồi, công việc của chị thì chị ở nhà cũng bán nước, trà sữa. Dạ. Trước thì chị ở Tây Ninh, nhưng sau chị cũng xuống Sài Gòn cũng 8-9 năm rồi. Dạ. Chị sống dưới đây, rồi chị cũng bán trà sữa. Dạ. Nuôi con, tình trạng hôn nhân chị thì ông xã mất rồi. Dạ. Đứa gái lớn, chị có hai đứa. Con chị thì chị. Đứa gái lớn chị thì cũng có gia đình rồi. Dạ. Nó cũng có nghề nghiệp, nó giáo viên dạy anh văn. Con chị là giáo viên dạy anh văn. Đúng rồi, nó cũng có gia đình riêng tư rồi. Dạ. Còn con trai nhỏ thì năm nay vô 12 thi đại học á. Dạ. Hai đứa, nhà anh trai thì giờ đang sống với chị. Vâng, tình trạng hôn nhân của chị là như nào? Chị thì ông xã mất năm 2009. 2019? 09. À, 09, ồ cũng lâu rồi ha. Không, dạ. Lúc đó thì cũng lâu rồi, cũng con cũng còn nhỏ, nhưng chưa có nghĩ tới. Dạ. Giờ thì con cũng đốc suối mẹ hoài à, hai đứa. Dạ. Cứ nơi mẹ đi, con thấy chương trình chính vị anh Thành Nguyên á. Dạ. Thấy cũng hay, mẹ đi đến mẹ kết nối đi mẹ. Vậy là con mấy năm đi luôn rồi đó mà chị cứ giống như chị cũng e ngại mắc cỡ nữa. Chứ cộng cái con mình cũng còn nhỏ. Dạ. Rồi giờ thì chị thấy nó cũng trưởng thành, nó lớn rồi. Dạ. Chị nó thấy an tâm hơn. Dạ. Vậy là sau khi mà được con đốc thúc đi đó thì hôm nay mới có động lực đấy ha. Đúng rồi. Nhưng mà trước đó thì chị có xem kênh của Thành Nguyên nhiều không? Có, thích lắm, xem hoài luôn á. Thì cũng xem mới đi á. Xem tiếng Việt nữa. Nhưng mà cái động lực để mà chị đến đây là từ con hay là từ chương trình của Thành Nguyên? Nói chung là con thì kêu lâu rồi. Mà chị cũng giống như là chị cũng ngại á. Chị cũng giống như là cũng ngại mắc cỡ. Rồi giờ thì mới thấy là có ý nghĩa hay. Dạ, thật sự ra đó thì cái cuộc sống của mình á, mình thiếu cái gì thì mình sẽ đi tìm cái đó. Đúng thôi rồi. Chứ cái hạnh phúc của mình mà người ta nói, người ta cười mà người ta cũng đâu có lo lại cho mình được đâu. Đúng rồi. Đó, bởi vì người ta không có hiểu rằng là người ta đang hạnh phúc mà mình thì đang cô đơn. Người ta không hiểu hai cái cách nhìn nó đối lập nhau chị. Nhiều khi thì em lấy một cái ví dụ nha. Cũng là một cái con số 6. Bên này thì mình là nhìn là con số 6 đúng không ạ? Nhưng mà hướng bên kia người ta nhìn nó là con số 9. Dạ. Yeah. Cùng là một con số đó. Nhưng mà hai cái cách nhìn nó thì hoàn toàn khác cũng nhau. Nói vậy đó. Nó nói mẹ phải sống cho mẹ. Từ tụi con cũng lớn rồi, như con có gia đình rồi, con riêng tư rồi. Rồi con còn có gia đình, con cái con nữa. Những lúc ví dụ con có thể chăm mẹ, đâu có bên cạnh mẹ suốt đời được. Dạ. Những lúc ban đêm ban hôm mẹ có mình bệnh đau nè. Rồi tụi con ví dụ mẹ cho hai thì chạy qua thì lúc đó có kịp hay không nữa. Nó nói vậy đó. Dạ. Nó nghe nó cũng hấu thúc lâu rồi. Nên là nên chị mới ngày nay chị mới đi. Vâng. Cho nên là sau khi mà lo cho con cái nó trưởng thành, nó đầy đủ rồi thì lúc đó mình mới đi tìm ý trung nhân cho mình hai chị ha. Trước đó thì nhiều khi cũng muốn nhưng mà đôi khi là mình sợ con cái nó khổ đúng không? Đúng rồi, với thằng nhóc nhỏ nó còn nhỏ quá. Giờ nó lên 12, nó chuẩn bị vô đại học nên thấy nó yên tâm hơn, nó trưởng thành rồi. Bây giờ thì cũng biết suy nghĩ tự lo bản thân rồi. Đúng rồi, qua đi gái nó còn nói để con chở mẹ đi. Chị mới con gái nói, đó hả? Dạ. Chị mới nói thôi con ở nhà, tại nó cũng bận biểu nó dạy học á.
Nên chị nói thôi để mẹ tự đi với dì Phượng được rồi. Đi xe giường nằm á em. Vâng, rồi ngày hôm nay thì chị Thơi mong muốn bày tỏ tới yêu trung nhân của mình như nào nè? Chị muốn gặp người tuổi tác thì lớn hơn chị đi, càng lớn càng tốt, chị không thích tuổi nhỏ. Với lại là người đó thì có đạo đức đi. Chân thành vậy đó, giống như là thương yêu chị muốn vậy đó. Độ tuổi các anh thì chị mong muốn như nào? Mong lớn tuổi hơn chị. Phải lớn hơn đúng không? Đúng rồi, lớn hơn bao nhiêu cũng được, nhưng mà miễn là lớn hơn. Bằng ít không được? Bằng thì cũng ok, nhưng mà chị không thích lắm, chị thích lớn hơn. Rồi thì cái nguyện vọng của mình sao thì mình cứ bày tỏ lên. Đúng rồi. Để cho các anh biết, các anh còn biết đường sắp xếp chứ. Chứ không rồi các anh mà bằng hay ít hơn rồi cũng cứ nhảy vào kết nối thì thật sự là nó sẽ mất thời gian, đúng chị? Đúng rồi. Về hình thức, về điều kiện, về công việc của người đó thì chị mong muốn như nào? Chị nghĩ là hình thức thì cũng dễ nhìn, cũng như con người đó nhìn cũng dễ nhìn chút. Rồi điều kiện thì giàu nghèo gì cũng được, không sao. Tại vì bản thân chị cũng không hơn ai hết. Chị cũng sống bình thường thôi. Vậy là không có quan trọng gì về về giàu nghèo đúng không? Đúng. Nhưng mà hình thức thì ưa nhìn chịu. Đúng rồi. Đi lại phải người phải có đạo đức. Thật thà. Đúng rồi. Quan trọng là cái đạo đức, cái quan tâm và yêu thương chia sẻ này. Thì cái đó là cái gốc rễ đó chị. Đúng rồi. Chị muốn tìm mảnh ghép còn lại là cũng như sau này ở bên cạnh chăm lo nhau, tuổi già em, về già đó, lúc đau bệnh đồ chăm nhau. Bây giờ con cái thì nó cũng có gia đình nhỏ của nó. Vâng. Em thấy chị sinh năm 71 là năm nay là 52. Đúng rồi. 52 đúng không? Nhưng mà Thành Nguyên cảm giác chị vẫn trẻ hơn được ít tuổi. Có ai nói với chị vậy không? Ai cũng nói vậy. Ai cũng nói vậy đúng không? Vâng. Thật sự ra là với cái độ tuổi của chị đó thì cái cảm nhận lúc ban đầu là vậy. Còn không biết là khán giả có đồng ý với cái quan điểm của Thành Nguyên hay không thì hãy để lại cái phần bình luận ở phía dưới nhé quý vị nhé. Nhiều người ta cũng nói vậy đó. Nhưng mà chị không biết. Ta nhận xét. Nhưng mà Thành Nguyên có cảm giác giống như chị cũng hơi lai lai đó. Thì không biết có đúng không? Không. Không đúng không? Không có like, nhưng mà của ai cũng nói like. Ba mẹ ở quê Tây Ninh. Ok, chị Nguyễn Thị Thơi, thì những tâm tư, những nguyện vọng của chị thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì xong rồi hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các anh ha. Anh nào mà thấy chị Thơi mà thấy phù hợp với mình thì cứ đến gặp Thành Nguyên, để Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu nối đó qua cho anh chị. Với Thành Nguyên cũng nói thêm là chương trình của Thành Nguyên là chương trình ghi hình thực tế, chứ Thành Nguyên không làm qua điện thoại, qua Zalo. Với lại chị hỏi như chị có xem qua chương trình của em á. Nhưng mà chị về chị xem đi, nhà chị có kết ai đó thì chị có, ví dụ như chị thích kết nối với người nào mà đã có lên chương trình rồi đó, là chị có xin số được nha. Điều đó là tất nhiên. Không phải một người mà có thể cả trăm người được. Tức là chị được xin số. Không có giới hạn. Thành Nguyên không có giới hạn lần xin số. Bởi vì là làm chương trình kết nối như Thành Nguyên, Thành Nguyên mà giới hạn kiểu đó thì các anh chị làm sao mà có duyên. Bởi vì nhiều khi mình xin số người này mà chắc gì người ta đã thương mình, thì biết đâu đó những cái số khác lại là phù hợp với chị. Mà Thành Nguyên không cho thì có phải chị bị mất cơ hội không? Nhưng mà Thành Nguyên nói trước là khi mà xin số hãy bắt máy lên gọi điện cho Thành Nguyên nói giam ba điều cho nó xong, chứ đừng có nhắn tin. Bởi vì Thành Nguyên không có nhiều thời gian để đọc tin nhắn quý vị ạ. Cho nên là nhiều khi quý vị nhắn tin rồi không thấy Thành Nguyên trả lời thì mọi người lại cứ nghĩ là Thành Nguyên chảnh chọe lóng có. Thật sự là Thành Nguyên có thời gian. Cho nên là nhân cái clip của chị Thơi, Thành Nguyên nhắc nhở tất cả các cô chú các anh chị trên kênh của Thành Nguyên luôn. Đã lên ghi hình rồi, muốn xin số ai hãy bắt máy gọi điện. Nhưng mà cố gắng gọi vào cái giờ hành chính nha quý vị nha. Chứ Thành Nguyên thấy nhiều cô chú anh chị cứ đè vào 2-3 giờ sáng gọi thì Thành Nguyên thua. Thành Nguyên nói luôn là sau 6 giờ tối là hạn chế không gọi cho đến 6-7 giờ sáng. Vì cái giờ đó là Thành Nguyên dành cho gia đình và Thành Nguyên còn những cái việc khác và Thành Nguyên còn nghỉ ngơi nữa quý vị. Chứ quý vị mà cứ gọi 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng thì thật sự là
không biết phải nói sao cái điều đó luôn, thật sự là vậy. Dạ, quý vị phải hiểu cái điều đó. Dạ, còn cái lần xin số em nói với chị Thơi là không có giới hạn nha. À, xin người này không hợp thì cứ nói thành nguyên mình người. Mình nhìn trên kênh mình thấy á, thì mình thấy là cảm thấy phù hợp thì mình xin số người dạ, đó. Đúng rồi. À, ví dụ như người nào mà đã có người kết nối rồi thì Thành Nguyên cũng sẽ nói. À, còn người nào chưa thì Thành Nguyên cũng sẽ nói. Nhưng mà Thành Nguyên nhắc tất cả mọi người là khi mà xin số rồi mà kết nối được với ai đó thì phải báo cho em hay. Cái thứ nhất á, là nếu mà chưa đến cái ngày mà mình làm cái tiệc cưới đó thì đang còn đỡ. Còn ví dụ như mà mình không báo mà có nhiều cái đối phương mà người ta thương mình á, người ta đi lặn lội cái quãng đường xa đến đây để mà bày tỏ tới cho mình, mà mình đã có người kết nối rồi thì thật sự là rất là tội nghiệp cho những người còn lại đó. Cho nên là phải báo khi mà thành công rồi, khi mà về chung một nhà để mà tính tới cái chuyện mà làm đám đó thì cũng phải cho Thành Nguyên hay, để cho Thành Nguyên cập nhật để đưa lên cho cộng đồng, để cộng đồng chúc phúc. Dạ. Yeah. Sau này mà kết nối thành công đó thì chị Thơi tính sẽ về bên các anh hay là các anh sẽ về bên chị? Nếu như mà kết nối thành công á thì theo hai người có thể bàn bạc nhau, bên nào thuận thì về bên đấy. Dạ. Yeah. À, cái sao? Điều kiện đó thì mình kết nối cứ thành công đi. Đúng rồi. Rồi mình tính tiếp, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Rồi ví dụ như các anh mà ở ngoài miền Trung, miền Bắc hay những cái vùng xa hơn nữa thì chị có mở lòng không? Ok. Được, đúng không? Nếu phù hợp mà có duyên thì ok. Ừ. Yeah. Bởi vì cái độ tuổi này rồi á mà mình cứ mở lòng thì biết đâu đó mình có một cái phân người biệt mình gì hết. Yeah. Với lại là cái ở nơi nào đó mà có cái tình thương mến thương, cái tình cảm đặc biệt người ta dành cho mình thì mình phải đón nhận chứ, đúng không? Yeah. Yeah. Rồi ok chị. Rồi thì cuối chương trình thì chị Thơi có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các anh cũng như là khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều không ạ? Yeah. Mình đến đây mình để kết nối chương trình của Thành Nguyên á, mình muốn tìm mảnh ghép còn lại là để nương tựa nhau, để sau này để những lúc về già đó bệnh đau chăm sóc nhau. Nếu anh nào mà nhìn lên là có xem chương trình này thấy thì cảm thấy có muốn kết nối với mình thì cứ liên lạc với Thành Nguyên. Dạ. Các anh có thấy chị Thơi dễ thương không ạ? Dễ mến đúng không ạ? Vâng. Nếu thấy thì liên hệ gặp với Thành Nguyên nha. Rồi sau ngày hôm nay ai thương Thành Nguyên gả luôn. Dạ. Yeah. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên nha quý vị nhé. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Thành Nguyên ha. Em cũng chúc cho chị Thơi thật là nhiều sức khỏe và thành công. Rồi. Cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm ha. Okay, dạ, chúc quý em. Chị tiên được về và trời bình an. Dạ. Rồi tạm biệt quý vị. Bye bye.